Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin làm bài tập 2 một việc phi xử lý. Đó là cho một vi điều khiển BC16F887 kết nối với hai đèn LED đơn và một nút nhấn on off. Nút nhấn sẽ điều khiển hai LED. Ban đầu thì hai LED tắt. Khi nhấn on off, khi nhấn on off thì LED 1 sáng. Nhấn tiếp thì LED 2 sáng. Sau đó nhấn thêm lần nữa thì LED 2 tắt. Nhấn thêm lần nữa thì LED 1 tắt. Sau đây mình xin vẽ nguyên lý, vẽ mạch nguyên lý. Đầu tiên ta vào chọn linh kiện BC16F887. LED đơn cỡ 220 ohm. Cỡ 4.7 kg. Thạch anh nút nhấn và tụ tụ một tụ 27 gắn nút nhấn ta tạo nút nhấn reset tên nhấn nút nhấn cấp đi này đây. Ok, sau đó đã gắn thêm anh tiếp đó là gắn thêm hai cái tụ
Bây giờ đến là bóng đèn. Đèn 1 và đèn 2. Đây. Thêm hai cái trở. Chúng ta đã xong phần tôi đang hoàn thành phần vẽ mặt nguyên lý. Tiếp theo là vẽ lưu đồ. Vẽ lưu đồ thì vì thời gian có hạn cho nên mình vẽ trước. Sau đây mình xin giải thích cái lưu đồ. Đầu tiên thì mình vào khai báo thư viện và có hình các chân. Theo đề cho thì ban đầu lên 1 tắt và lên 2 tắt. Khi mình nhấn nút nhấn on off, nhấn lần 1 thì lên 1 sáng, lên 2 tắt, nhấn lần 2 lên 1 sáng, lên 2 sáng, nhấn lần 3 lên 1 sáng, lên 2 tắt, nhấn lần 4 lên 1, lên 1 tắt và lên 2 tắt. Sau khi kết thúc một vòng hành trình này thì nó sẽ quay lại kiểm tra. Tiếp theo là tới phần viết code. Đầu tiên là mình khai báo trên inglo 16F887. Đây mình dùng xung bằng 20. Tiếp nút nhấn on off nói với là pin C1 C0. Led 1 nối với pin B0. Led 2 nối với lại pin B1.
trong bút. Một của lớp 1. Rồi chúng ta đã hoàn thành code. Bây giờ ta sẽ vào Proteus mô phỏng. Điều khiển nó lên. Okay. Nhấn công tắc lần 1, đèn 1 sáng. Nhấn công tắc lần 2, nhấn lần 2, điện 2 sáng. Nhấn lần B, điện 2 tắt. Nhấn lần 4, điện 1 tắt. Còn nút ấn reset thì nó sẽ đặt cho cái mạch trở lại ban đầu. Bài tập của em đến đây kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn chú ý lắng nghe.